Hôm nay được mùa làm cây, đợt được mùa làm cây sao? Đó. Không có cả À. đây anh ngồi đây anh. Dạ vâng. Được rồi, để anh quay tí. Cả Uầy, trên này thích nhỉ? cả cũng có. Ăn được quả bán công ngon vãi. Cái kính này nó không cho mình sờ đúng không? Sờ sao được anh, cái kính này nó phải theo quy hoạch tổng thể chung. À nghĩa là không được cải tạo gì. Chứ không để lên cái này mà để lên trên thành của nó thì còn được một mớ. Ông mày điệu phết đấy, ông mày lắp lát ông ốp đá hoa men mùng. Luôn luôn là phải tối ưu diện tích. Đây anh ngồi, anh Cái hồ đẹp nhỉ. Mày nhắn cho anh cái công ty, cái công viên NGD là công viên gì ấy? Anh dịch mã. Ngoại giao đoàn này. Ôi gì. Đây, cái công viên này. Và công viên ngoại giao mặt trước mặt này về sau nó là đại sứ quán hết này anh ạ. Kia là đại sứ quán Hàn Quốc kìa. Hàn Quốc nó dê vệ về đây. Uầy, công viên này đẹp nhỉ. Toàn bộ đây là đại sứ quán. Quả hồ này, hồ này là hồ chế đúng không? Các thứ chúng nó xê ấy hết. À vâng. Hồ chế đúng không? Vâng. Em đẹp. Hồi cách đây tầm 5 rưỡi qua đây là vẫn vắng heo à. Thế là không à. mua. Đấy, năm ngoái nó rồi Con mà bạn anh nó cũng giá. vừa mới mua ở đây xong. Chỗ anh lên thì giờ cũng còn tương đối đấy. Hạ tầng nó đẹp này. Nhưng mà con bạn anh nó mua ở khu bên kia, tòa bên kia. Tòa này của em chắc là nó đắt rồi. Như căn này là bao nhiêu tỷ? 130 thì là như con này khoảng 56 nhà em nhỉ, 56 tỷ nhỉ. Cái này khoảng 5 6 tỷ. Đấy mình chưa tính đồ mình làm nữa đúng không? Anh ơi, vặt lá đấy. Thường dân, vặt đi em. Cho anh ngắm này không? Ở đây mà ở dưới này mà nó có cái bồn tắm hay nhà vệ sinh ngoài trời là vui lắm nhỉ. Ok. Nhưng mà ở trên này mà nó phải quá có quả ống nhòm kiểu gì cũng bắt được phát mẹ hay. Ở trên cao nó hay mỗi cái đấy mà. Anh chưa? Cho anh cơm nước lọc đi. Dạ. Cho anh cơm anh à, đây cho à. Anh cơm nước lọc. Vâng, đây đây đây. Anh thử có nước trắng hoặc nước trà. Mùi nó rất khác. Mấy cả phân lợn ải. Chơi cây. Đẹp nhỉ. Lâu lâu lên trên này thoáng. À để vào trong này xem là ông này ông trong này ông ấy con ông cái lô này mà nếu mà bày đồ chất thì cũng phải một sàn đấy, cũng phải ít nhất phải đồ 20 cây đấy, ít đâu. À khu chăn nuôi, phát hiện ra khu chăn nuôi ở đây. Tinh tinh gì? Ờ không, mấy con này được mà nó có linh tinh đâu. Anh nhìn cái con bếp đất đấy là định để lên bếp đá đấy anh. Đây con này là ấy. Và con này được này. Đúng anh, con đấy cho vào con bếp đá. Hai con xi này đều được em. Vâng. Cậu này sạch sẽ cẩn thận nhỉ. Sắp xếp khu khiết các thứ cẩn thận. Hay đấy. Gọn gàng mà được chỗ của em, hay đấy, sắp xếp hay đấy. Thẩm mỹ tốt. Con này có đào tạo được không anh? Được em, con siêu này được cái thân của nó đi được mà. Thế à? Ừ, nhưng mà cái đường lên ông nào làm đường lên trông hơi ngáo. Bỏ ấy đi anh ạ. Để bè là thích con này mà vào viên đá đây. Thích con này. Con đấy được đấy. Con này còn dạng hoa. Con đấy đúng là con đấy phối đá đẹp, mà lên khay đẹp. Hôm nay anh vào có một cái khay đẹp lắm mà đúng nó hợp viên đấy, nhưng mà mẹ anh định lấy về rồi nhưng mà nó lại mẹ nó lại chế lại toàn bộ cái đít, tiếc quá. Con này cho cái khay viên đẹp đá đấy em nghĩ là vừa đấy anh nhỉ. Vừa khay tốt nào em thử cầm lên nhá. Đây, loại này đơn giản.
dân trái cây. Viên đá này chất đẹp này. Vâng. Em thấy nó đẹp em cứ mua cái này bày đấy, chưa biết là làm cái gì. Viên này chất đẹp. Em bảo may là cả năm ngoái đi triển lãm nhìn thấy bao nhiêu xe nhưng mà chưa mua cái cây này. Chứ phải mua nhiều. À không, chỉ mua phôi chứ thì chưa mua đi. Chứ nếu bây giờ mà mua thì cũng là... Thế là ông hơi bị khôn đấy. Ông đi sau mà đi sau là hơi bị chắc đấy. Được. Đồng chim à? Cái này cà tàn thì vứt đâu nhỉ? Nhà nó sạch sẽ này. Cà tàn vào đâu ạ? Cái này. Ai đứng ở trong ngoài đấy. Ờ. Đâu xem nào. À, ừ, chơi đồ gỗ lồng kỹ ấy. Vâng, đồ lồng kỹ ấy. Ủa cái bộ này đẹp nhỉ? Anh Trương ơi, ra xem bộ này đẹp lắm anh Trương này. Cái móc này cũng hay này. Em đang định sang Trung Quốc để mua đồ bày các thứ đi. Đây, bộ tượng này hay không? Anh nhìn này, bộ tượng này có mặt này. Bộ này... Bộ này là bộ gì? Ừ. Gỗ. Gỗ mà họ khắc tinh. Khắc tinh, nét nó tinh xảo. Này, cái móc này không? Đấy, đồ chơi nó phải bày như này, nhìn mới sướng này. Cái này nó còn chạy được cả đèn trong này. Nó xem lồng à. Sao con này bày lại để cái lồng nó quay như này hả em? Dạ. Sao con này bày để cái móc lồng nó như thế này? Con trực đẹp nhỉ, Hoàng nhỉ? À, con tượng cái đẹp chứ. Nhưng để con trực cái đẹp không? To quá. Con trực của anh chỉ tượng như này thôi này. Tịnh nó lên thì nó... Đây, bắt tiền được không này? Đâu bắt tiền đâu. Không, bắt tiền này lại liền khối. Bắt tiền này làm tinh ấy. Bắt tiền này làm mặt nhìn nét đẹp ấy. Nó đi. Lại không? Đi. Ông kia đi đâu cũng soi tượng để đặt vào con trực em ạ. À, đồng nước làm đẹp này. Tình. Đẹp không? Đấy, lồng chơi phải thế. Này kiếm được con khuyên đẹp chơi. Vâng, em chơi khuyên chứ. Lồng này là lồng toàn lồng khuyên hết. Lồng bộ lồng này của em nó gọi là full option đấy đúng không? Vâng. Ừ. Cái đấy, bộ này của nó anh nhìn là full option. Cái lồng đấy, cái đấy là Tam Quốc này, cái ở kia là, đấy anh nhìn nó có tích đi nhé. Ừ. Tích Tam Quốc. Cái lồng ý khoảng bao tiền? Em mua được trước là một cái gì cả. Đây, bộ này nhìn vừa mới nhìn một phát thấy ngay quan công rồi này. Quan công với Trương Phi đứng ngay đây. Cái lồng kia là tinh trúc lâm thất hiền ở bên ngoài. Những cái lồng này thì nuôi khuyên ba khuyên bảy. Ôi giời, đã chơi cây lại còn chơi chim ngoại thành chơi cây. Cắm